7 nguyên lý Hermetic, những quy luật cơ bản của vũ trụ có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về bản chất của thực tại và cách bạn có thể sử dụng chúng để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những nguyên lý này không chỉ mang tính triết học mà còn có thể ứng dụng thực tiễn, giúp bạn phát triển về mọi mặt, thể chất, tinh thần và cảm xúc. Các nguyên lý Hermetic được tin là những quy luật cơ bản chi phối vũ trụ và tạo ra thực tại mà chúng ta đang sống. Vũ trụ hoạt động theo một tập hợp các quy luật tự nhiên, nhất quán và không thay đổi. Ví dụ, khi bạn thả một quả táo, nó rơi xuống đất do lực hấp dẫn. Chim có thể bay lượn trên bầu trời nhờ các quy luật của khí động học. Tương tự, tất cả sinh vật sống đều trải qua chu kỳ sinh và tử. Trong suốt lịch sử, việc tìm hiểu những quy luật tự nhiên này đã là một mục tiêu chung của những cá nhân thông thái nhất. Các triết gia, nhà khoa học và lãnh đạo tâm linh đều cố gắng hiểu các nguyên lý chi phối vũ trụ. Mục tiêu của họ luôn là học hỏi từ những quy luật này và áp dụng chúng để cải thiện cuộc sống của mình và cuộc sống của người khác. Trong video này, chúng ta sẽ nghiên cứu và áp dụng 7 nguyên lý Hermetic để bạn có thể đồng bộ hóa mình với những chân lý cơ bản của vũ trụ. Kiến thức này sẽ làm bạn suy nghĩ lại về mọi thứ và tạo ra một cuộc sống đầy đủ và có kiểm soát hơn. Bạn có thể tìm thấy hạnh phúc bằng cách hiểu những nguyên lý này ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động và thế giới xung quanh bạn. 1. Nguyên lý tâm thức. Vạn vật hữu hình đều là tâm trí, vũ trụ chính là tâm thức. Đây là nguyên lý đầu tiên của 7 nguyên lý Hermetic và là cơ sở để hiểu về bản chất của thực tại. Theo nguyên lý này, tất cả là tâm thức, vũ trụ là tâm lý. Điều này có nghĩa là vũ trụ, ở cấp độ cơ bản nhất, là một cấu trúc của tâm trí. Mọi hiện tượng chúng ta trải nghiệm, dù là sự sống, vật chất hay năng lượng, đều là biểu hiện của một tâm trí sống vô hạn và toàn cầu. Khái niệm này gợi ý rằng tất cả mọi thứ đều kết nối với nhau vì chúng đều tồn tại trong tâm trí của tất cả, khiến chúng tuân theo cùng một quy luật sáng tạo. Để nắm bắt bản chất của vũ trụ tâm lý, có thể hình dung nó như một trí tuệ vô hạn, một trường trí tuệ, hoặc thậm chí là bản chất của ý thức. Quan điểm này cho rằng thực tại là sự tương tác liên tục của các suy nghĩ, nơi mà các suy nghĩ tương tác với nhau, định hình và ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Nguyên lý này giải thích rằng bản chất của năng lượng, quyền lực và vật chất phụ thuộc vào tâm trí, nghĩa là mặt phẳng tâm lý là nền tảng mà mọi thứ khác được xây dựng. Bằng cách nhận ra rằng suy nghĩ và hành động của chúng ta là sự tương tác của suy nghĩ với suy nghĩ, chúng ta bắt đầu hiểu nguyên lý tâm thức. Sự hiểu biết này là quan trọng vì nó cho phép chúng ta áp dụng các nguyên lý Hermetic khác để nâng cao sức khỏe và phát triển cá nhân của mình. Để áp dụng, hãy bắt đầu ngày mới bằng một vài phút thiền định hoặc thực hành hình dung. Hãy tưởng tượng những mục tiêu và ước mơ của bạn đã thành hiện thực. Hãy cảm nhận niềm vui và sự thành công trong tâm trí. Điều này giúp bạn đặt nền tảng tích cực cho cả ngày. Một bài học quan trọng khác từ nguyên lý này đó chính là nếu ta có những tư tưởng đúng đắn, ta sẽ hành động đúng đắn, nhắc nhở ta phải cẩn trọng trong việc lên kế hoạch, dành thời gian quán chiếu niềm đam mê đích thực của bản thân để hoạch định cho tương lai. Khi ấy, mọi suy nghĩ nơi ta đều sẽ cảm ứng với vũ trụ rộng lớn, chiêu cảm lấy thực tế mà ta hằng mong ước. Số 2. Nguyên lý tương ứng. Trên sao dưới vậy, dưới thế nào trên thế ấy. Trong sao ngoài vậy, ngoài thế nào trong thế ấy. Nguyên lý này khẳng định rằng có sự tương ứng trực tiếp giữa các quy luật và hiện tượng xuất hiện trên các mặt phẳng tồn tại khác nhau. Về cơ bản, các quy luật và hiện tượng chi phối các mặt phẳng cao hơn được phản ánh ở các mặt phẳng thấp hơn và ngược lại. Hiểu được nguyên lý này cho phép chúng ta suy luận ra các giải pháp cho các vấn đề bằng cách xem xét những gì tồn tại ở các lớp trên và dưới của vấn đề, suy ra các mô hình và bóng mờ nằm giữa. Mặc dù chúng ta bị giới hạn trong việc nhận thức đầy đủ quang phổ của sự tồn tại, bị giới hạn trong ánh sáng nhìn thấy và âm thanh nghe thấy, chúng ta vẫn có thể quan sát các mô hình hiện diện trong chiều không gian của mình. Những mô hình này cung cấp manh mối về những gì có thể tồn tại ở các mặt phẳng cao hơn và thấp hơn. Giống như việc nghiên cứu hình học giúp chúng ta hiểu được chuyển động của các thiên thể và bản đồ vũ trụ, nguyên lý tương ứng cho phép chúng ta khám phá sự rộng lớn của vũ trụ bằng cách xem xét sự kết nối giữa tất cả mọi thứ. Bằng cách quan sát nguyên lý tương ứng, chúng ta có thể hiểu sâu về toàn bộ vũ trụ bằng cách khám phá các khía cạnh cao hơn và thấp hơn của những điều bao quanh những bí ẩn. Sự khám phá này có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân khi chúng ta được kết nối chặt chẽ với thế giới xung quanh mình. Tiểu vũ trụ được phản chiếu trong đại vũ trụ và ngược lại. Ví dụ, trong hình học,
hiểu tính chất của một hình dạng đơn lẻ có thể giúp chúng ta hiểu các cấu trúc lớn hơn. Tương tự, bằng cách quan sát các mô hình và quy luật tự nhiên trong môi trường xung quanh, chúng ta có thể suy ra sự tồn tại của các mô hình tương tự trên quy mô lớn hơn. Nguyên lý này giúp nối liền khoảng cách giữa những điều đã biết và chưa biết, cho phép chúng ta đưa ra các dự đoán có căn cứ về những hiện tượng ngoài tầm nhận thức trực tiếp của mình. Trong thực tế, nguyên lý này có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề bằng cách xác định các yếu tố tương ứng trên các cấp độ khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đang đối mặt với một vấn đề cá nhân, bạn có thể nhìn vào các tình huống tương tự trong cuộc sống của người khác hoặc trong tự nhiên để tìm ra các mô hình và giải pháp. Cách tiếp cận này có thể tiết lộ các chân lý cơ bản và cung cấp những góc nhìn mới về cách giải quyết vấn đề. Nguyên lý tương ứng cũng khuyến khích một cái nhìn toàn diện về vũ trụ. Bằng cách nhận ra sự kết nối giữa tất cả mọi thứ, chúng ta có thể đánh giá cao rằng những thay đổi trong một lĩnh vực của cuộc sống có thể gây ra hiệu ứng lan tỏa trong các lĩnh vực khác. Sự hiểu biết này thúc đẩy cảm giác về sự thống nhất và nhất quán trong vũ trụ, làm nổi bật rằng mọi thứ đều là một phần của một tổng thể lớn hơn và kết nối lẫn nhau. Thông qua việc theo đuổi tri thức hoặc kiến thức tâm linh, chúng ta có thể sử dụng nguyên lý này để khám phá thêm về bản thân và vũ trụ. Bằng cách nghiên cứu thế giới mà chúng ta là một phần trong đó, chúng ta có thể đạt được những hiểu biết sâu sắc hơn về những bí ẩn lớn hơn của sự tồn tại. Các mô hình mà chúng ta quan sát trong cuộc sống hàng ngày có thể phục vụ như những tấm gương phản chiếu các chân lý lớn hơn của vũ trụ. Để áp dụng, nếu bạn muốn cải thiện môi trường xung quanh, hãy bắt đầu từ bên trong. Hãy dành thời gian hàng ngày để dọn dẹp không gian sống của bạn, tạo ra một môi trường sạch sẽ và gọn gàng. Điều này sẽ phản ánh sự ngăn nắp và bình an trong tâm hồn bạn. 3. Nguyên lý dao động. Không tồn tại trạng thái bất động, vạn vật đều chuyển động, vạn vật đều dao động. Nguyên lý dao động khẳng định rằng không có gì đứng yên, mọi thứ đều chuyển động và dao động. Mọi vật, từ hạt nhỏ nhất đến vũ trụ bao la, đều ở trạng thái chuyển động liên tục. Tần số dao động của mỗi vật thể xác định tính chất và trạng thái của nó. Ví dụ, cảm xúc như niềm vui và tức giận không chỉ là các trạng thái tâm lý mà còn là các tần số dao động. Bằng cách nhận ra và thay đổi các dao động này, bạn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của mình. Các kỹ thuật như thiền định, hình dung và khẳng định có thể giúp bạn điều chỉnh tần số dao động của mình để đạt được trạng thái mong muốn. Hơn nữa, nguyên lý này gợi ý rằng mọi thứ trong vũ trụ, từ hạt nhỏ nhất đến ngôi sao lớn nhất, đều ở trạng thái chuyển động liên tục. Trạng thái chuyển động liên tục này tạo ra tính chất động, thay đổi liên tục của thực tại. Bằng cách đồng bộ hóa bản thân với sự thật này, bạn có thể điều hướng tốt hơn các biến động và thay đổi trong cuộc sống, hiểu rằng sự thay đổi là một phần của dao động toàn cầu. Trong thực tế, bạn có thể sử dụng nguyên lý dao động để nâng cao nhiều khía cạnh của cuộc sống. Ví dụ, bằng cách nâng cao tần số dao động của mình thông qua suy nghĩ tích cực, thói quen lành mạnh và các thực hành tâm linh, bạn có thể thu hút các dao động cao hơn vào cuộc sống như sức khỏe tốt hơn, các mối quan hệ hài hòa và thành công trong các nỗ lực của mình. Ngược lại, suy nghĩ và hành vi tiêu cực làm giảm tần số dao động của bạn, thu hút các dao động thấp hơn và các kết quả không mong muốn. Để áp dụng, hãy giữ tinh thần lạc quan bằng cách lắng nghe nhạc tích cực, tập thể dục đều đặn và duy trì những thói quen lành mạnh. Điều này sẽ giúp bạn duy trì tần số dao động cao và thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống. 4. Nguyên lý phân cực. Vạn vật đều có tính đối ngẫu, vạn vật đều có những đối cực và các cặp đối nghịch. Sự giống khác cũng đều là một thể. Các mặt đối lập giống nhau về bản chất, nhưng khác biệt về cấp độ. Từng đối cực giao nhau, mọi chân lý đều có tính bất toàn, mọi nghịch lý đều có thể hòa giải. Nguyên lý phân cực chỉ ra rằng mọi thứ đều có hai cực và sở hữu một cặp đối lập. Ví dụ, nóng và lạnh, ánh sáng và bóng tối, yêu và ghét. Các đối lập này thực chất là các biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng nhưng ở mức độ khác nhau. Tương tự, ánh sáng và bóng tối là các mức độ của ánh sáng. Cứng và mềm là các mức độ của độ cứng. To và nhỏ là các mức độ của kích thước. Và yêu và ghét là các mức độ của cảm xúc. Các cặp đối lập này minh họa rằng sự khác biệt giữa chúng chỉ là mức độ, không phải loại. Ví dụ, bằng cách hiểu rằng yêu và ghét là các mức độ khác nhau của cùng một cảm xúc, chúng ta có thể cố ý di chuyển từ ghét sang yêu bằng cách thay đổi suy nghĩ và cảm nhận của mình. Khả năng thay đổi mức độ của cảm xúc và suy nghĩ này được gọi là nghệ thuật giả kim tâm trí.
cũng như chúng ta có thể chuyển đổi không tự nguyện giữa các cảm xúc như yêu và ghét. Chúng ta cũng có thể chọn để trải nghiệm những sự chuyển đổi này thông qua việc rèn luyện ý chí. Thực hành này bao gồm việc nhận ra rằng sự khác biệt giữa các cảm xúc này không phải là một rào cản không thể vượt qua, mà là một phổ mà chúng ta có thể điều hướng. Giả kim tâm trí là quá trình biến đổi và chuyển hóa các trạng thái tâm trí bằng cách hiểu và áp dụng nguyên lý phân cực, từ đó mang tới một hiểu biết sâu sắc rằng thay vì triệt tiêu chúng ta cần chuyển hóa. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình và cuộc sống của những người khác. Ví dụ, nếu thấy mình cảm thấy cực kỳ tức giận, một mức độ cao của cảm xúc, chúng ta có thể cố ý làm giảm mức độ đó và chuyển sang một cảm xúc tích cực hơn, như bình tĩnh hoặc thậm chí yêu thương. Hiểu được nguyên lý phân cực cũng giúp hòa giải các mâu thuẫn và nghịch lý trong cuộc sống. Nó nhắc nhở rằng những gì chúng ta cảm nhận là lực lượng đối lập, thực ra là bổ sung và kết nối lẫn nhau. Nhận thức này có thể dẫn đến sự hòa hợp và cân bằng lớn hơn khi chúng ta học cách nhìn thấy sự thống nhất trong đa dạng và sự giống nhau trong khác biệt. Trong thực tế, nguyên lý này có thể được áp dụng vào nhiều khía cạnh của cuộc sống. Trong các mối quan hệ, nhận ra rằng các mâu thuẫn thường chỉ là các mức độ khác nhau của cùng một vấn đề cơ bản, có thể giúp chúng ta tìm ra điểm chung và giải quyết mâu thuẫn hiệu quả hơn. Trong phát triển cá nhân, hiểu rằng những điểm yếu và điểm mạnh của chúng ta là hai mặt của cùng một đồng xu, có thể thúc đẩy chúng ta chấp nhận và cải thiện cả hai khía cạnh của bản thân mình. Cách áp dụng: khi bạn cảm thấy tức giận hay buồn bã, hãy thử thay đổi góc nhìn, tìm kiếm những khía cạnh tích cực trong tình huống và tập trung vào chúng. Ví dụ, đối với mọi trở ngại bạn đã phải đương đầu, hãy thách thức bản thân nhớ về ít nhất là một điều tốt đẹp. Sau đó, ý thức đến cách bạn đã trân trọng điều tốt đẹp nhỏ bé đó ra sao, tình cảm đó đã được củng cố mạnh mẽ thế nào khi phải đối mặt với những thách thức trước đó. Hãy tự ý thức được rằng những biến cố xảy đến với bạn đã giúp định hướng bạn tiến bước tới khía cạnh tương phản của nó, tiến bước về những tương lai tốt đẹp, đầy hào quang rạng ngời. 5. Nguyên lý nhịp điệu. Vạn vật đều tuôn chảy, chút ra và rồi sẽ lại chảy vào. Vạn vật đều mang trong mình từng rung động của thủy triều, tất cả đều dâng lên và hạ xuống thấp. Nguyên lý này bao hàm sự thật rằng mọi thứ đều ở trạng thái chuyển động có đo lường, chuyển động theo chu kỳ và không bao giờ thực sự đứng yên. Đây là trật tự tự nhiên của vũ trụ khi mọi thứ đều ở trạng thái biến đổi liên tục, dao động qua lại, lên xuống, chảy vào và ra. Nguyên lý này có thể được quan sát trong các chu kỳ của sự sống và cái chết, sự tạo thành và sự hủy diệt, sự trỗi dậy và sụp đổ của các nền văn minh. Nó cũng thể hiện trong trạng thái tâm lý và cảm xúc của chúng ta. Bằng cách hiểu và đồng bộ hóa với nguyên lý nhịp điệu, bạn có thể sử dụng kiến thức này để có lợi cho mình, duy trì sự cân bằng và tránh các cực đoan của dao động còn lắc. Nguyên lý nhịp điệu cho thấy rằng giữa các cực đối lập được xác định bởi nguyên lý phân cực, có một chuyển động nhịp nhàng hoạt động như một con lắc. Ví dụ, cũng như thủy triều lên xuống, trạng thái cảm xúc và tâm lý của chúng ta cũng lên xuống. Nguyên lý này chi phối các chu kỳ tự nhiên và các chuyển tiếp mà chúng ta trải qua. Khi bạn hòa nhịp với nguyên lý nhịp điệu, bạn nhận ra rằng mọi trạng thái tâm lý và cảm xúc đều là tạm thời và là một phần của một chu kỳ lớn hơn. Bằng cách nhận thức điều này, bạn có thể học cách quản lý các phản ứng cảm xúc và trạng thái tâm lý của mình hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu thấy mình ở trạng thái cảm xúc cao như hứng khởi hoặc vui sướng, bạn có thể dự đoán rằng trạng thái này không bền vững và rằng một chuyển đổi sẽ tự nhiên theo sau. Bằng cách chuẩn bị cho sự chuyển đổi này, bạn có thể tránh được một cú sốc cảm xúc đột ngột, thay vào đó di chuyển một cách mượt mà trở lại trạng thái cân bằng. Tương tự, trong những thời điểm căng thẳng hoặc buồn bã, hiểu rằng những trạng thái này sẽ cuối cùng qua đi, có thể giúp bạn đối phó tốt hơn. Bằng cách cho phép bản thân thời gian để trở lại trạng thái cân bằng, trước khi đẩy bản thân một lần nữa, bạn có thể quản lý sức khỏe tâm lý và cảm xúc của mình hiệu quả hơn. Nhận thức về tính nhịp điệu của cuộc sống cho phép bạn lập kế hoạch cho các chuyển tiếp này và xử lý chúng một cách thanh thản. Nguyên lý này cũng dạy rằng những gì bạn mất sẽ cuối cùng trở lại và những gì bạn hiện có sẽ cuối cùng bị mất. Chấp nhận điều này có thể giúp bạn duy trì một quan điểm cân bằng và giảm bớt lo lắng về những thay đổi và mất mát trong cuộc sống. Bằng cách hiểu được tính chu kỳ của vũ trụ, bạn có thể điều hướng các biến động và thay đổi tốt hơn, biết rằng cả thời kỳ tốt và xấu đều là tạm thời và là một phần của nhịp điệu lớn hơn. Để minh họa, hãy tưởng tượng bạn tham dự một sự kiện có ý nghĩa cảm xúc lớn đối với bạn.
bằng cách kiểm tra bản thân và thừa nhận rằng bạn đang trải qua một cảm xúc cao, bạn có thể chuẩn bị cho sự suy giảm không thể tránh khỏi. Bằng cách sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi và chuyển đổi, bạn có thể ngăn chặn một cú sốc cảm xúc, trải nghiệm sự trở lại trạng thái cân bằng một cách mượt mà hơn. Trong thực tế, làm chủ nguyên lý nhịp điệu bao gồm việc tạo ra các chuyển đổi mượt mà giữa các giai đoạn cường độ cao và bình tĩnh. Điều này có thể là sự khác biệt giữa việc cần thời gian hồi phục kéo dài và trải nghiệm các chuyển đổi thanh thản. Biết khi nào cần rút lui và khi nào trở lại hoạt động là một khía cạnh quan trọng của tự làm chủ. Bằng cách hiểu và dự đoán các dao động có lắc trong cuộc sống của mình, bạn có thể quản lý năng lượng và cảm xúc của mình hiệu quả hơn. Thông qua sự nhận thức cao hơn về nguyên lý này, bạn có thể đạt được các trạng thái nhận thức siêu việt và vượt lên trên dao động còn lắc. Trong khi nhịp điệu luôn có ảnh hưởng đến bạn, với nhận thức và ý định, bạn có thể sử dụng nó để thúc đẩy bản thân tiến lên và phục hồi. Cách áp dụng, hãy chấp nhận rằng cuộc sống có những lúc thăng trầm. Khi bạn gặp phải khó khăn, hãy nhớ rằng đó chỉ là một phần của chu kỳ. Hãy giữ vững lòng kiên nhẫn và chờ đợi thời điểm tốt đẹp hơn đến. Tập trung khai thác ý tưởng này như một phần của giai đoạn hành thiền, và bạn sẽ thành công thoát khỏi những ý niệm vụn vặt về quá khứ và về những nỗi âu lo dành cho tương lai. 6. Nguyên lý nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, quả nào cũng đều tương ứng với một nhân. Đây là nguyên lý thứ 6 trong 7 nguyên lý Hermetic, khẳng định rằng mọi nguyên nhân đều có kết quả, mọi kết quả đều có nguyên nhân, mọi thứ xảy ra theo luật. May mắn chỉ là một tên gọi cho luật chưa được nhận thức. Nguyên lý này bao hàm sự thật rằng đối với mọi kết quả, có một nguyên nhân cụ thể, và đối với mọi nguyên nhân, có một kết quả tương ứng. Không có gì xảy ra mà không có lý do hoặc lời giải thích, và những gì chúng ta thường gọi là may mắn chỉ là sự vận hành của các quy luật mà chúng ta chưa thấu rõ. Phù hợp với nguyên lý tương ứng, nguyên lý này giải thích rằng các mặt phẳng cao hơn ảnh hưởng đến các mặt phẳng thấp hơn, và không có gì thoát khỏi luật nhân quả. Mọi hành động, sự kiện và hoàn cảnh đều có thể được truy nguyên đến một nguyên nhân cụ thể, ngay cả khi nó không rõ ràng ngay lập tức. Sự hiểu biết này nhấn mạnh sự kết nối của tất cả mọi thứ và làm nổi bật tính chất có thể dự đoán của vũ trụ. Khía cạnh đầy sức mạnh của nguyên lý này nằm ở khả năng chủ động vươn lên trên mặt phẳng tư duy mà bạn hiện đang chiếm giữ, cho phép bạn trở thành nguyên nhân của các kết quả của riêng mình thay vì chỉ phản ứng với các tình huống gặp phải. Bằng cách đón nhận nguyên lý này, bạn có thể trở thành một lực lượng chủ động trong cuộc sống, thực hiện các hành động có chủ đích để định hình trải nghiệm và kết quả của mình. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy mình thường phản ứng căng thẳng và quá tải, có thể là dấu hiệu rằng bạn không đồng bộ với nguyên lý nhân quả. Thay vì phản ứng thụ động với các hoàn cảnh, bạn có thể chọn để kiểm soát bằng cách đặt ra các ý định rõ ràng và thực hiện các hành động có chủ đích. Ví dụ, nếu mục tiêu là trở thành một nhà văn giỏi hơn, bạn cần phải viết thường xuyên và đọc nhiều. Bằng cách làm như vậy, bạn đang tạo ra các điều kiện để cải thiện thay vì phản ứng thụ động với sự thiếu tiến bộ. Nguyên lý này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm cho các hành động và kết quả. Nhận ra rằng bạn là nguyên nhân của các kết quả của riêng mình, cho phép bạn đưa ra các lựa chọn có ý thức phù hợp với mục tiêu và giá trị của mình. Thay vì cảm thấy là nạn nhân của hoàn cảnh, bạn có thể trở thành kiến trúc sư của số phận. Hiểu rằng có những quy luật lớn hơn đang hoạt động có thể giúp bạn điều hướng các phức tạp của cuộc sống với sự khôn ngoan và tầm nhìn xa hơn. Ví dụ, nếu mong muốn cải thiện sức khỏe thể chất, bạn phải hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các lựa chọn lối sống và sự khỏe mạnh của bạn. Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn cân bằng và nghỉ ngơi đầy đủ là các nguyên nhân dẫn đến kết quả của sự cải thiện sức khỏe. Ngược lại, việc bỏ qua các yếu tố này sẽ dẫn đến các kết quả sức khỏe tiêu cực. Bằng cách nhận thức những mối quan hệ này, bạn có thể thực hiện các bước chủ động để duy trì và nâng cao sức khỏe của mình. Nguyên lý nhân quả cũng áp dụng cho sự phát triển cá nhân. Nếu muốn phát triển một phẩm chất cụ thể như sự kiên nhẫn hoặc sự kiên cường, bạn cần tham gia vào các thực hành nuôi dưỡng những phẩm chất này. Có thể bao gồm thiền định, chánh niệm, viết nhật ký, hoặc thử thách bản thân trong các tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên cường. Làm như vậy, bạn đang tạo ra các điều kiện cho sự phát triển cá nhân thay vì chờ đợi nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Trong các mối quan hệ, hiểu được nguyên lý nhân quả có thể giúp điều hướng các tương tác hiệu quả hơn. Nhận ra rằng hành động và lời nói của bạn có tác động trực tiếp đến người khác,
cho phép bạn giao tiếp và hành xử theo cách thúc đẩy các mối quan hệ tích cực. Ví dụ, nếu bạn muốn xây dựng sự tin tưởng với ai đó, sự trung thực và đáng tin cậy liên tục sẽ tạo ra kết quả là sự tin tưởng tăng lên. Hãy sống có ý thức và đưa ra những quyết định khôn ngoan. Mỗi ngày, hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ và hành động hướng tới mục tiêu đó. Dần dần, những hành động này sẽ tạo ra kết quả tích cực và thay đổi cuộc sống của bạn. Khi áp dụng nguyên lý nhân quả đối với quá trình làm chủ đời sống, bạn có thể hiểu được thế giới tinh thần có thể trực tiếp tác động đến môi trường xung quanh bạn ra sao. Nếu bạn tập trung vun đắp một đời sống nội tâm phong phú tốt tươi, nó sẽ mang lại những đổi thay tích cực trong đời sống bên ngoài. Trong khi đó, nếu càng để mình mắc kẹt trong môi trường suy nghĩ tiêu cực bao nhiêu, thế giới nội tâm của bạn ắt sẽ chịu bấy nhiêu cực khổ. 7. Nguyên lý giới tính. Giới tính nằm trong vạn vật. Vạn vật đều ẩn chứa các nguyên lý về tính nam và tính nữ. Đây là nguyên lý thứ 7 và cuối cùng của Hermetic, khẳng định rằng giới tính tồn tại trong mọi thứ. Mọi thứ đều có các nguyên lý nam tính và nữ tính. Giới tính thể hiện trên tất cả các mặt phẳng. Nguyên lý này bao hàm sự thật rằng cả nam tính và nữ tính tồn tại trong mọi thứ, không chỉ trong giới tính vật lý mà còn trong các quá trình sáng tạo trên tất cả các mặt phẳng tồn tại. Phù hợp với nguyên lý tương ứng, điều này có nghĩa là các nguyên lý nam tính và nữ tính hoạt động không chỉ trong lĩnh vực vật lý mà còn trên các mặt phẳng tâm lý và tinh thần. Nguyên lý giới tính là cơ bản cho sự sinh thành, sáng tạo và tái sinh. Không có gì có thể ra đời mà không có sự tương tác của hai nguyên lý này. Nguyên lý nam tính được đặc trưng bởi năng lượng xâm nhập, quả quyết, tiến bộ, chinh phục và khám phá. Nó là lực đẩy đằng sau sự tiến bộ, sáng kiến và hành động. Mặt khác, nguyên lý nữ tính được đặc trưng bởi năng lượng tiếp nhận, nuôi dưỡng, bảo vệ, duy trì. Nó duy trì truyền thống, tôn vinh những gì quan trọng nhất và nuôi dưỡng sự sống. Cùng nhau, các nguyên lý này cân bằng lẫn nhau và là cần thiết cho sự tồn tại hài hòa. Quá nhiều năng lượng nam tính mà không có sự cân bằng của nữ tính có thể dẫn đến tham vọng liều lĩnh và mất đi quan điểm về những gì thực sự quan trọng. Nó có thể dẫn đến sự phát triển và mở rộng không kiểm soát mà không quan tâm đến các nguyên lý cơ bản đã khởi đầu cho sự tiến bộ. Ngược lại, quá nhiều năng lượng nữ tính mà không có sự cân bằng của nam tính có thể dẫn đến một cuộc sống quá mức thụ động trong hiện tại, bị điều khiển bởi các chu kỳ và hoàn cảnh bên ngoài, thiếu đi sự tiến bộ và phát triển. Nguyên lý giới tính nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng trong xã hội và thế giới tự nhiên, cũng như các cá nhân phải cân bằng các năng lượng này trong bản thân. Các xã hội và hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ khi có sự hài hòa giữa sự tiến bộ và bảo tồn, sự đổi mới và truyền thống. Nguyên lý về giới tính có thể được xem như một nguồn cảm hứng để ta cân bằng và ứng dụng từng khía cạnh của tính nam và tính nữ. Nếu chỉ tập trung vào một trong hai mức năng lượng này, tần suất rung động nơi ta ắt sẽ giảm sút. Vì vậy, hãy cân bằng giữa sự quyết đoán và sự dịu dàng. Khi làm việc, hãy mạnh mẽ và quyết đoán để đạt được mục tiêu. Khi ở nhà, hãy dịu dàng và chăm sóc bản thân cùng những người thân yêu để tạo ra sự hài hòa. Bằng cách hiểu và áp dụng 7 nguyên lý Hermetic, bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực và sâu sắc trong cuộc sống của mình, giúp bạn hiểu sâu hơn về bản chất của thực tại, cung cấp cho bạn những công cụ để sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Hãy bắt đầu hành trình khám phá và áp dụng những quy luật này ngay hôm nay, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên phong phú và hài hòa hơn bao giờ hết. Hy vọng bạn đã học được điều gì đó hôm nay. Nếu bạn yêu thích video này, hãy chia sẻ và bình luận. Tôi rất cảm kích sự đóng góp của bạn. Chúc bạn một ngày tuyệt vời.